Thì chị xin chào cô chú ấy. Con nói xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Sáng nay thứ hai ba chị đã đi công tác rồi cô chú. Hôm nay hai mẹ con đi học bằng taxi. Biết lý do tại sao mà đi học bằng taxi, mình mở cửa ra mọi người sẽ thấy. Chi Chi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra luôn. Nghe không? Mở cửa ra. Cho em Chi bất ngờ nè. Hả? Rồi chị đi ra. Biết rồi. Chị không biết hả? Giờ chị mới thấy luôn hả? Bởi vậy mẹ mới nói là lạnh lắm, mà mang mặc áo dày lên. Trời ơi, thôi trời, tuyết tớ một lớp tuyết kìa. Lạnh quá trời, bữa nay âm độ mọi người. Đây nè mọi người, cái lớp tuyết nó không có dày lắm nhưng mà nó rơi đêm qua đó. Mình đâu có thấy đâu, sáng ra mình thấy trắng tươi hết, hết hồn luôn. Mà hôm nay sương mù nữa mọi người, cho nên là nhìn nó mù mịt âm u, rất là buồn thảm luôn ha. Lạnh dữ lắm luôn, lạnh cống luôn nè. Chị lạnh không? Chị đi học rồi chiều mẹ đón con bằng taxi luôn nha. Chứ chiều nay tuyết rơi là đâu có chạy xe đạp được, là phải đi taxi đó. Nha. Chị chào ba đi. Đi. Trời sáng rồi chị nó im ra, nó không nói gì luôn. Mình đã tới trường rồi nè mọi người. Trời âm u, buổi sáng nay sao thấy vắng quá trời luôn, không có thấy đông người đi học. Đây trường của mình đây. Ở đây có căng tin nè, buổi sáng mọi người muốn ăn sáng hoặc uống cà phê gì ở đây thì vô đây. Chị làm gì á con? Chị đã đi học về rồi nè cô chú. Ây trời ơi trời đây. Hôm nay mẹ với Chi đi học sáng tới chiều mới về luôn. Hai mẹ con Kim chỉ đi học buổi sáng thôi mà đi tới chiều mới về đón Chi luôn nè cô chú. Sáng đi học xong rồi đi shopping. Đi mua, đi vô cái siêu thị mà mua mấy cái đồ dùng gia đình đó mọi người. Rồi ăn trưa uống cà phê đó luôn. Tại vì về nhà không có ai đó, cho nên là cũng không có về, đi dạo đi tùm lum hết trơn tới 4 giờ chiều luôn. Xong rồi bắt taxi về đón Chi. Rồi Chi chơi nó đi, mẹ nấu ăn. Ok. Giỏi. Mình đi shopping mình mua mấy cái này nè. Mua cái này mốt về mình làm khung tranh, với mình làm mấy cái này nè, mình vẽ hình, mình trang trí. Làm handmade đó mọi người. Vẽ lên đây với treo đây nè. Mình thấy cái này cũng xinh cho nên mua. Ngày em Chi em lấy ra em chơi như vậy đó. Có mua mấy cái này nữa nè. Rất là dễ thương luôn, cái lịch để bàn. Và cái này để mai mốt mình để cái bức tranh vô nè. Cái này thì bữa trước Kim đi Kim mua rồi. Cái này để đàn cày vô đốt. Nó rất là đẹp. Để đàn cày, đốt đàn cày trong đây á, cái những cái tia sáng nó đi qua cái khe hở này nè, nhìn đẹp lắm. Ở đây ở dưới nhà bếp nè. Mình có mua thêm một số hoa nữa. Đây là hoa hồng leo rất là thơm luôn. Và cao khoảng 2 đến 3 mét. Hoa nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Những cái bông này nữa nè mình sẽ trồng. Bây giờ thì Kim đang nấu ăn nha mọi người. Đang nướng thịt. Đang nướng đây là luộc nuôi cho Chi nè, với lại mình đang nướng cá hồi. Nướng cá hồi và rau củ nè mọi người. Mình sẽ quét cái sốt teriyaki theo kiểu Nhật đó mọi người, trên cá hồi và rau củ luôn. Nướng 5 phút nữa xong mình trở về và mình quét tiếp. Nôi của Chi đã luộc xong rồi nè cô chú. Chi nó không ăn cơm tại vì hôm qua nó ăn cơm rồi. Nay nó sẽ không có ăn cơm nữa. Kim thì hâm cơm nguội hôm qua đó ăn lại. Đây để bơ vô nè.
để bơ vô trong cái nuôi này nè cho nó chảy ra, ăn rất là béo. Đó. Cá hồi đã chín rồi. Đây. Có rau nữa nè. Ăn như vậy là rất là nhanh mọi người, chỉ nướng cá hồi 25 phút thôi là xong rồi đó. Để cho lò nướng ăn không có cần phải nấu nướng xào nấu gì rất là cực, và rửa. Nấu rồi rửa dọn dẹp cũng rất là mệt, như vậy là xong rồi đó, không có cần rửa liền. Chị ơi, ủa con nè, xuống đây bưng nè. Nãy chị đi học rửa tay chưa? Học về rửa tay chưa? Rồi bưng, không có đổ nha. Ok. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Rồi ăn cho hết nha. Cái này là cái hành ở Việt Nam mình gọi là hành ba rô, phải không mọi người? Cái này là tỏi tây nè, nướng giống như cây hành lớn vậy đó. Ngon. Cái hành này nè, ăn nó thơm mà nó ngọt lắm. Ở đây người ta gọi là tỏi tây hả? Hay là hành ba rô gì đó. Cá hồi mà tổng cái thời gian nướng là khoảng 25 phút mọi người. 25 phút ở 190 độ nướng trong lò nướng là nó sẽ chín và mềm. Nó không có quá chín, không có bị cứng. Bữa tối như vậy thôi đó, rất là nhanh luôn. Lần này còn chị em ăn tới đâu rồi? Trời ơi, lên nó mở tivi rồi kìa. Mẹ cho chị em Quỳnh nướng nè. Con ăn lẹ đi, con đừng có coi tivi mà nó nguội ngắt hết đó nè, nướng nè. Quá trời, cái nhà chưa có dọn dẹp luôn á cô chú. Tại vì hồi sáng giờ đi, thường thì sáng Kim sẽ dẹp cái phòng này, chi nó hay chơi ở đây nè. Nhưng mà hồi sáng giờ đi á, không có dẹp. Ăn ngon không con? Ngon không? Con ăn lẹ đi, nó nguội hết. Bây giờ con ăn xong rồi con coi. Mà sao lên tự mở tivi coi luôn, chưa có xin phép mẹ nó hả? Để rồi mót xích ca coi. Ăn hồi dính thấy ghê cho coi nè. Ăn cá hồi, cá hồi thử ngon không? Cô thấy ảo. Con cắt cái đầu này nè. Nè. Sáng là nó ra chứ đâu, nó mềm mà. Rồi lấy cái nĩa chĩa. Ôi gớt gớt gớt. Chùi vô giấy, không có chùi vô áo nha. Trời ơi trời, coi bà cắt kìa, thấy ghê chưa. Rồi ăn bớt đi rồi hả, cắt nữa để đổ tùm lum. Ngon. Chị thích ăn cá hồi lắm cô chú, từ nhỏ là nó cho chị ăn cá hồi nè. Đây là cái bàn vừa học vừa chơi của chị nè. Quá trời quá đất bài luôn. Chị viết chữ nè cô chú, viết đại dở ô ly á, không có dở ô ly, giống như ở Việt Nam mình chỉ có một cái ô này thôi, viết tùm lum hết, không có ngay hàng thẳng lối vậy chân đây nè.
Em muốn viết làm sao viết à? Xiên thì nó viết đẹp, làm biến thì nó viết xấu. Này. Con ăn đi con. Ăn ăn nhanh này, bưng cái dĩa xuống cho mẹ nha, mẹ xuống mẹ rửa chén nha. Ngày hôm nay trôi qua chỉ đơn giản như vậy thôi đó mọi người, không có làm được cái gì nhiều. Chỉ đi học xong rồi là hết một ngày luôn. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.